tên cổ hạnh, không nghe ta kêu ngươi dừng lại hay sao hả? Ta đã dừng lại rồi, là ngươi vẫn chưa dừng lại thôi. Ngươi không sợ ta hay sao? Ta là ma đầu Angulimala. Không, anh chính là con người. Tên cổ hạnh, ngươi nói là ngươi đã dừng lại, nhưng rõ ràng ngươi vẫn đang đi mà. Vậy tại sao ngươi nói ta chưa dừng lại hả? Ta đã dừng lại tất cả mọi hành vi ác, làm tổn hại tới chúng sanh, và đang học cách che chở sinh mạng của chúng sanh. Nếu ngươi dùng tâm từ bi để quan sát, sẽ thấy được hết thảy chúng sanh đều muốn sinh tồn. Không, ta nhất định phải giết sạch bọn chúng. Con người không có tình thương, càng không có từ bi, chỉ có tàn bạo và dối trá mà thôi. Do ngươi từng bị tổn thương quá nặng thôi, Angulimala. Sự tàn nhẫn của con người bắt nguồn từ vô tri, hận thù, ganh ghét, ngu si, phẫn nộ và dục vọng. Tất cả đều do vô minh sanh khởi. Nhưng tình thương, tha thứ, từ bi, thấu hiểu, khiêm tốn, những thứ này nó luôn hiện hữu trong mỗi chúng ta. Nè Angulimala, dù là người tàn bạo nhất trong thế gian thì họ vẫn tồn tại sự lương thiện. Lau sạch đôi mắt của ngươi và hãy quan sát thật kỹ đi.